hai tàu chiến hiện đại của Việt Nam lần đầu tiên ghé cảng Philippines hôm thứ Ba tuần này. Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Lowy hôm 28 tháng 11 nhận định rằng thời điểm của sự kiện này trùng hợp với kỷ niệm một năm Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên một phần biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, là quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Kể từ khi khu nhận dạng phòng không được tuyên bố, các nước Đông Nam Á ngày càng tỏ ra lo ngại hơn về ý đồ của Bắc Kinh nhằm thực hiện tham vọng lấn chiếm Biển Đông. Viện Lowy nói, bất chấp vụ xung đột với Việt Nam, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong nội bộ ASEAN không có sự đoàn kết, và trong tình trạng này, mỗi nước tranh chấp với Trung Quốc vẫn phải đơn độc đối phó với những hành động leo thang của nước này. Trong tình huống đó, Philippines và Việt Nam đã tỏ thái độ cứng rắn hơn. Philippines tiến hành kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, trong khi Việt Nam, từ tháng 9 tới nay, đã mở rộng và đào sâu hơn quan hệ hữu nghị với các nước khác. Việt Nam đã có động thái xích lại gần Hoa Kỳ, đưa tới quyết định của Washington tháo bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội. Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ cũng được coi là một hành động rõ rệt để đáp ứng trước hành động của Bắc Kinh kéo giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam. Trung Quốc tiếp theo đó đã đẩy mạnh các hoạt động lấp đất xây đảo tại Trường Sa, nạo vét biển và xây phi đảo trên đảo đá chữ thập và nhiều bãi đá ngầm khác quanh khu vực. Báo chí quốc tế cho rằng cuộc tranh chấp biển đảo đã khiến cho Philippines và Việt Nam bị Trung Quốc loại trừ ra khỏi chiến dịch mới đây của Bắc Kinh, tung tiền để lấy lòng các nước trong khu vực. Báo Financial Times hôm 27 tháng 11 nói rằng Trung Quốc đã phát động một chiến dịch sử dụng các dự án phát triển hạ tầng cơ sở để phô trương quyền lực mềm chống các đối thủ của họ trong khu vực là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chiến dịch đó, theo tờ báo, dường như đang có hiệu quả mong muốn, bởi vì ngay cả các nước vẫn thận trọng với Bắc Kinh đã có quan điểm thực tiễn hơn về những lợi ích mà kế hoạch tung tiền ngoại tệ dự trữ của Trung Quốc có thể mang lại cho nước họ. Bài báo cho rằng thái độ của Bắc Kinh làm ngơ Philippines và Việt Nam được coi như một sự nhắc nhở đối với hai nước này rằng họ sẽ bị mất quyền lợi nếu tiếp tục từ chối, không chấp nhận vai trò mới của Bắc Kinh trong cái gọi là một trật tự thế giới mới.